Năm học 2023-2024, trường tiểu học Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội có tổng số 27 phòng học kiên cố, 5 phòng chức năng, 720 bộ bàn ghế. Nhà trường đã trang bị tương đối đầy đủ trang thiết bị dạy học đáp ứng các điều kiện trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Điều đặc biệt hơn cả, cơ sở vật chất phục vụ công tác ăn bán trú của nhà trường được chú trọng. Trường có 1.161 học sinh, trong đó có 1.060 em ăn bán trú. Điều kiện thuận lợi của nhà trường là không gian thoáng đãng, rộng rãi. Chính vì vậy, trường có một khu nhà bếp, nhà ăn riêng rất hợp vệ sinh, sạch sẽ. Bếp ăn được chia thành các khu vực riêng biệt, khu chế biến thực phẩm tươi sống, khu nấu ăn và khu để thức ăn đã nấu chín. Đồ dùng trong nhà bếp được trang bị đầy đủ như tủ lạnh, tủ lưu trữ mẫu thức ăn hàng ngày, tủ sấy khô bát đĩa. Để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và an toàn cho bữa ăn của học sinh, nhà trường lựa chọn cơ sở cung cấp thực phẩm có uy tín, địa chỉ rõ ràng và ký hợp đồng cam kết trách nhiệm. Hàng năm sau khi kết thúc năm học, để xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học mới, nhà trường đã tổ chức họp ban chi ủy, ban trung tâm và hội đồng để lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn phù hợp với nhu cầu thực tế tình hình của học sinh trên địa bàn phường. Qua các cuộc họp thì nhà trường cũng đã lựa chọn công ty cổ phần suất ăn công nghiệp là đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh trong năm học 2023-2024. Thứ nhất là dựa trên tiêu chí khâu nhập thực phẩm. Công ty đã cung cấp đầy đủ tất cả các hồ sơ của những đơn vị cung cấp thực phẩm là đảm bảo là thực phẩm sạch, an toàn. Thứ hai nữa là nhà trường có một cái thuận lợi là công ty đã đặt cái địa điểm nấu tại nhà trường nên học sinh đã được ăn những suất ăn rất là nóng và đảm bảo cái an toàn và sức khỏe cho học sinh. Với 30.000 đồng một ngày ăn bán trú tại trường, các em học sinh được ăn bữa chính là bữa trưa, bao gồm 4 món và bữa ăn phụ buổi chiều. Chất lượng bữa ăn bán trú của nhà trường được khẳng định bởi sự tin tưởng của phụ huynh và yêu thích của các em học sinh. Con nhận thấy suất ăn ở trường mình rất là tuyệt vời ạ. Nhà ăn thì rất là thoáng mát sạch sẽ ạ. Suất ăn thì rất là ngon ạ. Còn các cô thì chăm sóc tận tình chu đáo ạ. Con thấy ở thực đơn ở trường rất là phong phú và vệ sinh ạ. Trong quá trình công tác thì tôi thấy là về công tác bán trú của nhà trường thì cũng rất là chu đáo, bếp ăn thì sạch sẽ, thoáng mát và học sinh được đảm bảo chất lượng, và cũng chưa thấy có một cái ý kiến của phụ huynh nào mà phản hồi về cái bữa ăn của các con. Nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, tạo niềm tin với phụ huynh cũng là cơ sở để trường tiểu học Phú Lãm không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.